Xin kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi Tin Mới. Các bạn thân mến, đối với mọi người Việt Nam nói chung, hai tiếng Trường Sa luôn được xem như một phần máu thịt của Tổ quốc, nhưng cũng là nỗi đau khi mà nó đang bị nhiều quốc gia xung quanh lăng le xâm phạm. Mình tin là rất nhiều bạn cũng biết về việc Việt Nam chúng ta đem quân ra để mà đóng giữ các đảo, thậm chí là lập nên những nhà giàn trên các đảo nửa chìm nửa nổi. Đây là những động thái hết sức quyết liệt, cũng như những khôn ngoan của những lãnh đạo của chúng ta. Tuy nhiên, việc đóng nhiều ở các đảo này liệu có an toàn hay không? Phải chăng chúng ta chỉ có thể dựa vào những người lính ít ỏi với nguồn cung vật chất hạn chế để mà giữ đảo? Và nếu như các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc tấn công chiếm đảo, thì chúng ta sẽ dùng cách nào để mà giữ vững? Tin Mới đã rất quan tâm và tò mò về vấn đề này, nên đã quyết ra tay tìm hiểu để mang lại cho các bạn khán giả video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ cùng theo dõi hết video để có thể có những hiểu biết rõ ràng về sức mạnh, sự khôn ngoan cũng như ý chí của toàn dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta cùng bắt đầu theo dõi video nhé! Các bạn thân mến, như các bạn cũng biết, theo những bằng chứng từ xa xưa truyền lại, Việt Nam được xem là quốc gia có đầy đủ tính pháp lý nhất sở hữu quần đảo Trường Sa với sự phát triển ổn định của đất nước. Càng ngày chúng ta càng được thấy nhiều hơn những tấm bản đồ sắc phong của các bậc tiền bối về việc kiểm soát và khai thác những hòn đảo tại khu vực này. Hiện tại, theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, một tổ chức chuyên nghiên cứu cập nhật thông tin, phân tích và trao đổi chính sách về các vấn đề an ninh hàng hải thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, Việt Nam cũng là quốc gia sở hữu nhiều đảo nhất tại quần đảo này với 48 cơ sở trên 27 đảo, bãi đá và bãi ngầm. Cũng theo tổ chức trên, Việt Nam đã tiến hành xây cất, cơi nới, bồi đắp trên 10 trong số các đảo, bãi đá mà chúng ta đang nắm quyền kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Và tính đến nay, nước ta đã bồi đắp thêm gần 50 hectare diện tích tại các địa điểm này. Việc mở rộng các cứ điểm được tập trung đẩy mạnh bắt đầu từ sau năm 2014, khi quan hệ Việt Trung trở nên xấu đi trầm trọng sau vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của chúng ta. Dựa trên các thu thập và phân tích dữ liệu qua vệ tinh, Tổ chức Minh bạch Hàng hải cho biết nhiều địa điểm Việt Nam đã xây phức hợp nhiều cơ sở trên cùng một bãi ngầm hoặc là dạng đá. Tuy nhiên, đáng chú ý là đa phần cơ sở mà Việt Nam chúng ta xây cất tại quần đảo Cát Dài không nằm trên các hòn đảo mà chủ yếu được dựng nổi trên các bãi ngầm, các dạng đá. Bởi vậy, các tiền đồ này cực kỳ dễ bị tấn công trong lúc khả năng phòng ngự tại chỗ do diện tích nhỏ hẹp, không thể đặt những loại vũ khí hạng nặng có tầm phòng thủ từ xa. Ngoài ra, việc tiếp tế cho những vị trí này cũng bị hạn chế, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết phức tạp mà biển đông thì người Việt chúng ta lại chẳng xa lạ gì. Nhiều lúc nó nổi nóng thì đừng hỏi bố cháu là ai. Do đó, chúng ta sẽ không thể chỉ trông chờ vào những nỗ lực của những người lính đóng chốt ngay tại các đảo này một khi có chiến sự xảy ra. Và do đó, chúng ta cần phải nghiên cứu và phát triển những phương thức tấn công khác, vừa có thể bảo vệ cũng như uy hiếp tất cả các đảo khác trong khu vực này. Và phương thức được nhắc tới nhiều nhất có lẽ là bằng đường hàng không. Thật vậy, với ưu thế tầm bao phủ rộng lớn, tốc độ di chuyển nhanh thì đây chính là những loại vũ khí chủ chốt nhất của chúng ta. Vào ngày 10 tháng 8 năm 2016, hãng tin Anh Reuters tiết lộ Việt Nam đã kín đáo đưa giàn phóng tên lửa cơ động ra một số căn cứ tại vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông đang bị Trung Quốc tranh chấp. Loại vũ khí mới này có khả năng tấn công các cơ sở quân sự của Trung Quốc đặt trên các đảo nhân tạo trong khu vực. Thông tin này đã được giới phân tích ngoại quốc bình luận rộng rãi. Loại tên lửa được đề cập tới được cho là Extra của Israel. Theo giáo sư Kale Taylor, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc cho rằng hệ thống vũ khí mới này của Việt Nam là một mối đe dọa tiềm tàng lớn cho các sân bay và các cơ sở quân sự mà Trung Quốc cho xây dựng trên các đảo nhân tạo mà họ vừa bồi đắp tại Trường Sa. Nguy cơ đối với Trung Quốc từ vũ khí của Việt Nam còn lớn hơn cả các mối đe dọa đến từ tàu của Mỹ. Tuy nhiên, sức mạnh thật sự của Việt Nam sẽ đến từ những quả tên lửa đến từ các tàu chiến, máy bay có động cơ động cao cũng như là từ đất liền.
Như các bạn cũng biết, trong những năm qua, Không quân Việt Nam hiện tại là quốc gia có số lượng chiến đấu cơ Su-30 Mk2 nhiều nhất thế giới, với tổng quân số lên tới 35 chiếc, và cũng là quốc gia có phi đội tiêm kích hạng nặng đông đảo nhất khu vực Đông Nam Á, với 46 chiếc Flanker, bao gồm cả 11 Su-27SK Ubica. Khoảng cách từ Khánh Hòa, nơi có căn cứ quân sự Cam Ranh, tới đảo Trường Sa lớn, làm tròn lên là vào khoảng 500 cây số, thì với tầm bay lên tới 3.000 cây số của mình, các phi đội của Việt Nam thừa sức bay ra Trường Sa, lượn vài vòng cơ bản rồi vòng về đất liền mà vẫn còn dư xăng để làm thêm vài vòng nữa. Còn việc chúng có mang thêm quà tặng cho bất cứ mục tiêu nào tại đây hay không thì chỉ có trời mới biết, đất mới biết và người Việt Nam mới biết. Cùng với đó, Việt Nam còn sở hữu cho mình một đội tàu gồm 8 chiếc Moniya và 4 chiếc Gepard. Tên lửa tấn công ngay lớp Moniya được xem là chủ lực của hạm đội tàu mặt nước thuộc Hải quân Nhân dân Việt Nam. Moniya 1241RE chỉ có lượng dạn nước 480 tấn, vũ trang bằng 4 quả tên lửa hành trình chống hạm cận âm P-15 Termit tầm bắn 80 km hoặc là 16 quả KH-31E tầm bắn 130 km. Sau khi hoàn thành dự án Moniya, 1241.8, phía Nga cho biết đang đàm phán với Việt Nam về việc đóng mới 4 tàu tiếp theo, dự kiến sẽ có cấu hình vũ khí mạnh hơn. Như vậy, nếu như mọi việc tiến triển tốt đẹp thì chỉ sau vài năm nữa, Hải quân Việt Nam sẽ sở hữu tổng cộng 12 tàu tên lửa tấn công nhanh tia chớp, với tốc độ cùng số lượng tên lửa trang bị khủng chiến thuật chủ yếu của các tàu này là hit and run, hay nói cách dân dã hơn đó là bắn xong chạy. Ngày qua thì đối phương sẽ hết sức khó để nắm bắt được vị trí để mà tiến hành phản đòn. Cùng với đó, điều kiện thuận lợi là Việt Nam chúng ta lại đang có sợi dây chuyền sản xuất tên lửa KH-35, nên là các đồng chí hải quân cứ việc bắn tẹt nòng thì thôi. Không những thế, trong trường hợp cần thiết, lực lượng hải quân vẫn có thể huy động thêm các tàu ngầm lớp Kilo, vũ khí uy lực nhất, đó là tàu tên lửa hành trình đa năng Club S. Phiên bản 3M54E của loại tên lửa này được thiết kế để chống lại tàu và các mục tiêu khác trên biển. Chúng có tầm bắn tối đa 220 km, nó bay ở tốc độ cận âm là hơn 1.100 km/h, trong gần như toàn bộ hành trình tới mục tiêu ở độ cao 10 đến 15 mét so với mặt biển để tránh bị radar đối phương phát hiện. Dù khối lượng phóng chỉ hơn 1,5 tấn, tên lửa 3M54E được trang bị đầu nổ nặng tới 450 kg, đủ sức phá hủy các tàu mặt nước cỡ lớn. Kích thước nhỏ của loại đạn này giúp tàu ngầm và tàu tên lửa mang được với số lượng lớn, gây mối đe dọa cho các lực lượng hải quân có quy mô lớn hơn nhiều. Đối với các mục tiêu là các công trình nổ trên đảo, số phận cũng sẽ không mấy dễ chịu khi phải chịu sự tấn công của loại tên lửa này. Việt Nam hiện cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á, số ít trên thế giới sở hữu hệ thống phòng thủ bờ biển 4K44 Redoubt do Liên Xô phát triển từ những năm 60 của thế kỷ trước, cho nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao ở vùng biển xa. Một hệ thống 4K44 bao gồm xe radar 4R45 Scala và 3 xe phóng tự hành SPU-35BB. Mỗi xe phóng chỉ chở được một quả đạn tên lửa, vì đây là loại đạn khổng lồ cỡ lớn bay rất xa, uy lực cực kỳ khủng khiếp, có thể đánh chìm chiến hạm trên 7.000 tấn, thậm chí vô hiệu hóa các tàu tuần dương, tàu sân bay. Tên hành trình chống tàu P-35B lửa dài gần 10 mét, đường kính thân 1,5m, sải cánh 5m, trọng lượng 5 tấn, lắp đầu đạn nặng từ 800 đến 1.000kg TNT, với cự ly bay tối đa 460km, đây được xem là loại tên lửa bờ có tầm bắn xa nhất của Việt Nam hiện nay và đủ sức vươn tới những vị trí trong quần đảo Trường Sa. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã thấy trong video, tuy rằng không thể nhìn thấy nhưng thật sự các đảo tại khu vực Trường Sa đều đang nằm trong tầm khai hỏa của nhiều loại vũ khí của Việt Nam chúng ta. Do đó, bất kỳ quốc gia nào khi nghĩ tới việc chiếm đảo sẽ cần phải cân nhắc hết sức thận trọng về những hậu quả mà họ phải gánh chịu và liệu rằng có thể giữ được những đảo này trong bao lâu trước khi đón nhận cơn bão lửa của Việt Nam. Với một chiến lược hợp lý, Việt Nam hiện nay chính là lực lượng chủ chốt tại Đông Nam Á, đã và đang gây ra cho các quốc gia có tham vọng phi pháp, đặc biệt là Trung Quốc, những cơn đau đầu không hề nhẹ. Thế rằng con này chắc chắn sẽ tiếp tục còn được duy trì trong nhiều năm tới, đặc biệt là khi cả Việt Nam và Trung Quốc đều đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về kinh tế. Để biết những nước cờ mới nhất, xin mời các bạn sẽ cùng chờ đón những video tiếp theo và tin mới nhé! Và với góc nhìn và quan điểm được nêu ra trong video ngày hôm nay, các bạn khán giả có suy nghĩ như thế nào?
bạn đồng tình hay không đồng tình với ý kiến của chúng tôi, hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng trao đổi nhiều hơn nữa nhé. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn khán giả nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video này đến với mọi người nhé. Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác nữa của Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.